một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh, là ước mong của không biết bao nhiêu người. Tuy nhiên, có một anh chàng lại chi ra khoản tiền khổng lồ để đi ngược lại điều đó. Thanh niên này gần như cuồng phẫu thuật, anh chưa từng cảm thấy hài lòng với ngoại hình hiện tại và luôn mong muốn mình có thể trông giống một con rồng nhất có thể. Có lẽ vì lẽ đó, Sonobun, thanh niên sống tại thành phố Vancouver, Canada, đã vung tay bỏ ra 11.000 euro, tương đương 307 triệu đồng, để trải qua hơn nghìn lần phẫu thuật. Từ khi còn chưa bước sang tuổi 20, Sonobun đã có niềm đam mê mãnh liệt với các việc phẫu thuật. Ở tuổi 19, mặc kệ những ngăn cấm của phụ huynh, cậu quyết định phẫu thuật chẻ đôi lưỡi lần đầu. Đó cũng chính là sự kiện đánh dấu hành trình chỉnh sửa cơ thể hàng nghìn lần sau đó. Hiện nay, Sonobun là một nghệ nhân thổi lửa đang sinh sống tại Vancouver, mỗi ngày đều nỗ lực hoàn thiện bản thân để biến thành rồng, sở hữu diện mạo khác biệt với người thường. Đương nhiên, Sonobun phải gánh chịu những đàm tiếu, bàn tán từ mọi người xung quanh. Tuy nhiên, anh luôn có niềm tin bất diệt rằng việc phẫu thuật sẽ là bước điểm giúp bản thân phát triển hơn trong sự nghiệp. Mỗi người sẽ luôn có một niềm đam mê khác nhau, khát khao và ước mong của riêng mình. Nếu ai đó lựa chọn phẫu thuật để trông như các ngôi sao nổi tiếng, thì chàng trai trong câu chuyện trên lại có một hướng đi khác cho riêng mình.